Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nha, cho mình một like và đăng ký vô đây nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. FPV mà. Ok, nhảy combo đây. Ok, ok. Ok, man, ok. Bay nha, bay nha. Ow, ow, ow. Bay. Ow, ow. Ai tắt ly sợ chim vẫn giả gì nha. Tắt tiếng nha. Có chiếc xe máy nè. Lại đây, lại đây. Người á? Ghét vậy? Yếu rồi, yếu rồi. Bỏ xuống. Ê, trong kho... Ủa, em xuống à. Trong kho có nè, trong kho có, trong kho có. Bỏ về sau xe nè. Chỉ biết bước chân rồi em tưởng thằng đó. Anh Hải qua là anh Hải. Yeah, anh đang qua, im, anh đang qua, anh đang qua. Cứ từ từ. Help! Nằm vô sao móc đi. Trong kho một thằng, ở dưới một thằng. Cứu chị kia trước à. Ngồi yên. Coi đang cứu mà chạy lung tung vậy. Chết mẹ nó lên rồi. Không ổn mà. Tới rồi. Nó bên à, một người năm mươi, một năm mươi. Kéo tin được. Nóc 2 này. Ấy còn thằng bên kia. Cứu đi. Từ từ còn một thằng nữa. Ôi. Sao móc cái anh ơi. Một viên. Thôi chết rồi. Nóc 3 này. Xong rồi đó. Nữa. Chết chưa. Enemies ahead. Này à. Còn một thằng nữa. Hẹo gì nữa. Thầy. Cành vái. Xin sắp rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Dạ, yeah, đừng tháo AK rồi, ghét quá anh hai. Chọc bên luôn. Phải lộn mà ông chị. Đây. Wow, em mới nóc 1 đó. Rồi boss hả? Chứ là con gì? Càng lấy. Quá căng nhờ. Đây. Let's go lên. Chạy nè anh Duy, chạy nè. Cầm đi tí nữa lấy. Thằng số 3 nó bỏ ra. À thôi nó bỏ. Lắc rồi, mạng thì bình thường nhưng mà tại sao binh lại trăm lẻ mấy thế này? Sao mà bấy? Xe giờ đó, do xe giờ. Tối là bị vãi cả. Tối nhiều người chơi đó. Hãy không qua vô đây đó. Ê, à bot. I got supplies. Ê, hai con lận vãi. I got supplies. Con cáo kìa, con xin đi. Ồ, không có bán mấy này rồi. Đây anh sử dụng boss ngoài này, hai con lận. Thằng chỗ đây nữa đâu. Ui, có người tới. Thế phải. Ủa, con boss mới chỗ này mà nóc tiêu rồi ra. Nó bị gì spawn nữa rồi. Ồ. Ủa, phải boss không này? Sao hai thằng lận, một thằng trốn mà mất tiêu rồi. Cầm mấy cốp nữa, đẹp. Rồi. Ấy nó bắn nữa kìa. Sao? Hai thằng nữa kìa. Đầu xanh cái gì vậy? Người vậy sao á? Nửa bắn nó dừng lại mà.
À, đó, đó, nó đứng đường. Nãy chị kia có cấp 6. Xanh nhiều lắm. À, có 4 rồi em. Lại chạy đi đâu rồi? Anh kia có, chị kia có cấp 6. Cấp 6 mà này đâu có thấy quen cho anh đâu. Get to the safe zone. Không quen mà biết đâu. Wow. Nhiều. 5. Xe ở Santo luôn mới chịu. Gần hết xăng rồi. Xe chưa có bình, phải. Ủa sao người hàng bay gần chết rồi. Vô đưa anh cốp với cái ca đây. Vô đây, vô đây, lẹ. Chưa chỉ có bình chi xe. À đợi anh chịu xe á, tới chị vô tiếp. Ủa thằng nào bắn tụi bay vậy? Get in the car! Sáu kêu rồi. Nè, vô đây, vô đây. Thấy bên này đây. Ui ui da, ui da. Rồi đợi dành xe đó tới giờ bo tiếp. Ai ai dư, ai dư, ai dư cốp, ai dư cốp đâu, ai dư cốp đâu. Anh đằng 7 có thiếu, đằng thiếu. Đằng xanh thì dư mà đằng 7 thiếu. Ai dư đằng 7 không cho anh đi đi. Lên xe đi tiếp nè. Ai xuống xe à. Anh thiếu đằng 7. Ê trước mày coi kìa. Ê chị không boss. Quả đời heo sao mày boss nhiều vậy. Đang 7 nè. Đâu đâu đâu. 87 phải nè. Chưa có bằng lái xe. Nãy giờ thấy lái xe ngáo ngơ lắm. Ừ, biết có người không đây. Lướt xong đây. Đây. Có sự biết sao giờ. Đâu đâu đến đâu đâu. Rồi chúng ta dục đằng 7 nha. Có chưa? Tới dục anh. Nhà khó nhiều vào nha. Nè, đây đây đây. Ê, thằng nào bắn bên kìa? Trên núi, trên núi. Thằng nào bắn một. Rồi chờ nó, rồi chờ nó. Nó bắn, tâm đi gần á. Chạy xuống núi rồi, chạy xuống núi rồi. Chạy xuống núi rồi. 330 với 345 ấy. Ok. Theo nhà, theo. Theo cái kiểu ngon này. Hai thằng là người á. Người nó chạy kìa. Liền chị hai bên gắt vậy. Hai này không phải bóng máy tính điện thoại đâu. Không, mày không biết. Anh ơi, gửi để tôi. Đâu. Đúng rồi, theo luôn. Chị hai kia trả đạn đó. Lên núi Mega Đô nè. Thank you.
rồi đi thôi. Rồi nó lương còn hai. Người á. Biết vậy. Yếu rồi, yếu rồi. Bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống. Đấy, trong kho. Cứu em xuống à. Trong kho có nè. Trong kho có, trong kho. Cứu đi, cứu đi, đỡ, đỡ anh. Sau lưng kìa. Sau lưng, sau lưng, sau lưng. Thấy nó luôn á. Bắn cái gì vậy? Thấy gần lắm mà không thấy nó. Trời ơi, nó bắn sau lưng. Bỏ về sau xe nè. Chị biết bước chân rồi em tưởng thằng nó. Anh Hải qua là anh Hải. Anh Hải đang qua, im, 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 anh đang qua, anh đang qua. Cứ từ từ. Help! Nằm vô sau móc đi. Trong kho một thằng ở dưới một thằng. Cứu chị kia trước à. Ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên. Coi đang cứu mà chạy lung tung vậy. Chết mẹ nó lên rồi. Không ổn, không ổn. Nó tới rồi. Nó bên à, một người năm mươi, một người năm mươi. Nóc 2 này. Ấy còn thằng bên kia. Cứu đi. Từ từ còn một thằng nữa. Ôi. Sao móc cái anh ơi. Một viên. Thôi chết rồi. Lock 3 này. Má, lock 3 rồi. Cú. Từ từ từ, đợi cú. Cú em nè. Từ từ. Thôi, mày chết. Lock 3 rồi, giờ còn phía trước thôi. Một thằng phía trước nó đang cứu nữa là hai thằng á. Trời ơi, bánh. Sao mà lock 3 rồi. Nó cứu thằng trên chắc rồi. Nãy chị nó đéo xong rồi đó. Nữa. Trước chưa. Enemies ahead. Enemies ahead. Có một thằng nữa. Hẹo gì nữa. Thầy. Cành vái. Bốn thằng liền hả chưa. Anh em cứ bình tĩnh. Đồ anh ở xa mà anh thấy nó chỉ một thằng trong kho rồi. Phía trước ba thằng nữa. Là nó trói từng thằng. Sao em có mời từ cấp 4 rồi. Em mới đi bước chân em tưởng thành nóc nó bò. Tên lại cứ nó bắn đường. Nó xáy. Mỗi lần nhảy xe là nó bị kẹt kẹt á. Thành thành cái bị không? À, có như thằng nằm đây rồi. Giật lại nó kẹt. Nó đứng đứng nó đơ đơ người á. Không thấy nào. Enemies ahead. Ây da. Một viên. Trời ơi, hướng đốt này em ơi. Nóc một, nóc một hướng đốt. Còn một, còn một. Trời ơi. Trời ơi. Ê, nó cho nhà đá kìa. SE em ơi. Cho nhà đá SE á. Từ từ bình tĩnh lấy cái tấm một này. Trong khu nhà nhỏ này em ơi. Trời ơi. Sao mà cong lên lung tung vậy. Một thằng. Ôi, tôi mồm lắm rồi. Ok, anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và share nha anh em. Ủa sao chỗ này em? Năm mà nóc một. Mà tại sao lên Trung Quốc nó chết hết chỗ hay vậy ta? Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Duy Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký chỗ này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.